Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2023, kênh ghi nhận giá sầu riêng lại tiếp tục tăng nha bà con nha. Có thể nói là giá sầu riêng Thái đang cực kỳ tốt luôn. Cụ thể tại khu vực miền Tây mức sang kinh từ 260 cho tới 300.000 đồng. Sầu riêng chuồng bò từ 75.000 đến 80.000. Ri sáo hàng đẹp từ 85.000 đến 90.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 70 đến 80.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 120.000 cho tới 140.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 95.000 cho tới 110.000 đồng. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 75.000 đến 85.000. Ri sáo mua xô từ 65.000 đến 70.000. Sầu riêng Thái ở khu vực miền Đông hàng đẹp giá 101 cho tới 120.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 90 cho tới 100.000. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 75.000 đến 85.000. Ri sáo mua xô từ 65.000 đến 70.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 101 cho tới 102. Sầu riêng Thái mua xô từ 90 cho tới 100.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định, có thể thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.